Chào các bạn, chiến tranh là một điều đáng sợ. Những câu chuyện về chiến tranh hay những cuộc chiến đấu vẫn rất phổ biến hiện nay với rất nhiều các loại vũ khí hiện đại. Nhiều bộ phim nổi tiếng như Private Ryan Saving, Full Metal Jacket hay Trung tâm Dunkirk có nội dung xoay quanh chiến tranh và những người lính phục vụ cho quân đội. Nhưng các bạn có biết, ở một số quốc gia, họ sử dụng những quân đội rất khác thường. Và các bạn đã nghe đến những cái tên như quân đội bóng ma, đơn vị tình báo tự kỷ hay đội quân chó nhà du. Muốn biết những lực lượng này đã tham chiến đấu như thế nào, các bạn hãy cùng Tớ Bí Ẩn xem video nhé! Ghost Army. Có thể bạn nghĩ rằng chiến trường là nơi không dành cho những mô hình và công trình nghệ thuật, nhưng bạn đã sai lầm. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, có một quân đội tối mật đã sử dụng những sản phẩm hàng phay chính hiệu để làm nên sự thắng lợi của quân đội đồng minh. Đội quân này chỉ có khoảng 1.100 binh lính thực sự, được gọi với cái tên Ghost Army, đội quân bóng ma, nhưng chẳng có gì liên quan đến ma cả các bạn à. Những người lính này thực chất chỉ là những nghệ sĩ, nhà thiết kế, diễn viên, kiến trúc sư hay những chuyên gia về âm thanh, tốt nghiệp từ những trường nghệ thuật trên khắp nước Mỹ. Các thành viên của quân đội đặc biệt này đã đến nước Pháp sau D-Day với một bộ sưu tập nhiều mô hình, những chiến hạm giả và những binh lính bằng hình nộm. Họ đã tạo nên mọi thứ có thể để đánh lừa quân địch. Kết quả, đội quân bóng ma đã tạo dựng nên hơn 20 chiến trường trên nước Pháp, Bỉ, Luxembourg và Đức. Dù có những chiến công tuyệt vời đến vậy, nhưng quân đội với tên gọi hơi kỳ lạ này đã bị chìm vào quên lãng trong suốt hơn 50 năm. Những thông tin được biết về quân đội này vẫn còn rất ít và đa phần là bí ẩn. The Filthy Thirteen. Filthy Thirteen là tên được đặt cho bộ phận phá dỡ 1 thuộc Trung đoàn Bộ binh dù 506 thuộc Sư đoàn Không quân 101 của quân đội Hoa Kỳ. Chiến đấu trong chiến dịch châu Âu ở Thế chiến thứ 2, họ được giao nhiệm vụ thiết lập các chất nổ mạnh trên các tuyến đường của kẻ thù. Đơn vị có biệt danh Filthy Thirteen. 13 người đàn ông trong nhóm đã từ chối tắm trong một tuần để dành nước cho việc nấu ăn. Ngoài ra, họ còn dùng sơn để vẽ lên mặt, giống như những chiến binh của bộ tộc Mohawk Ấn Độ. Cảm hứng cho việc này đến từ Jack Madness, một thành viên trong đội. Trong cuộc xâm lược Normandy ở châu Âu vào tháng 6 năm 1944, nhóm đã được đưa lên tiểu đoàn 3, trung đoàn bộ binh dù 506 bằng máy bay. Họ được lệnh bảo vệ hoặc phá hủy các cây cầu bắc qua sông Douve. Một nửa trong số họ đã bị giết, bị thương hoặc bị bắt khi nhảy dù. Nhưng phần còn lại do Jack Magnus dẫn đầu đã hoàn thành nhiệm vụ. Các paradox anh của D-Day. Việc huấn luyện chó để phục vụ cho chiến tranh trong giai đoạn này không còn là điều gì lạ lẫm. Nhưng ở vào những năm 1940, đó là một khái niệm tương đối mới. Một con chó nhảy ra khỏi một chiếc máy bay có thể giống như sự khởi đầu của một trò đùa kỳ quặc. Nhưng trở lại trong Thế chiến thứ hai, quân đội Anh thực sự huấn luyện chó để làm điều đó. Những con chó được huấn luyện để xác định vị trí mỏ, đứng xem và xác định kẻ thù. Việc đào tạo cho những chú chó này bắt đầu với việc sử dụng tiếng ồn lớn, chẳng hạn như động cơ máy bay. Chúng cũng được huấn luyện để xác định mùi hương của thuốc nổ và thuốc súng, cách theo dõi của các chiến binh địch, phải làm gì nếu lính của họ bị bắt, và cách cư xử trong một trận hỏa hoạn. Những chú chó nổi tiếng đi liền với tiểu đoàn dù 13 của Anh là Bing, Monty và Rani. Đơn vị tình báo tự kỷ của Israel. Tự kỷ là hội chứng rối loạn thần kinh đang có xu hướng ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại. Người mắc hội chứng này có các triệu chứng chậm phát triển khả năng giao tiếp xã hội và gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng trong số đó, có nhiều người lại phát triển khả năng vượt trội về toán học, nghệ thuật, khả năng phân tích thông tin. Chính vì thế mà giới quân đội và tình báo Israel đã tìm ra phương pháp tận dụng khả năng đặc biệt của những người tự kỷ với chương trình tuyển mộ họ vào đơn vị quân báo mang tên đơn vị 9900, chuyên phân tích thông tin từ hình ảnh và bản đồ. Có lẽ lực lượng vũ trang Israel, IDF, là đội quân duy nhất trên thế giới dám sử dụng binh sĩ tự kỷ, vì họ tin rằng các binh sĩ đặc biệt này có năng lực thị giác và phân tích nhanh nhạy khác thường, rất đắc dụng cho các chiến dịch quân sự. Nhiệm vụ của các binh sĩ tự kỷ là phân tích hình ảnh từ vệ tinh và các máy bay không người lái truyền về. Với sự trợ giúp của các sĩ quan bình thường và công cụ giải mã, họ sẽ phân tích hình ảnh nhằm cung cấp dữ liệu chính xác cho các cấp chỉ huy chịu trách nhiệm chuẩn bị kế hoạch tác chiến. Lữ đoàn súng trường cơ giới phía Bắc Nga. Hãy dành một chút thời gian để tưởng tượng một người đàn ông cưỡi một chiếc xe trượt tuyết được bao phủ trong tiếng chuông len keng và được kéo bởi tuồng lộc. Đó là loại âm thanh như ông già Noel, phải không? Bây giờ chỉ còn tưởng tượng súng máy gắn vào xe trượt tuyết thì sẽ ra sao nhỉ? Để di chuyển và tác chiến trong điều kiện khắc nghiệt ở phía Bắc, quân đội Nga thường sử dụng các phương tiện như ván trượt, xe trượt tuyết. Tuy nhiên, trong chiến tranh thế giới thứ hai, đội quân kéo xe bằng tuồng lộc đã được Nga dùng để sơ tán những người bị thương, vận chuyển hàng hóa và thậm chí là xâm nhập để trinh sát. Một trong những chiến dịch sử dụng tuồng lộc và chó kéo xe thành công nhất là trận đánh Bestamo,
Trong đó, quân Nga đã xông vào sân bay của phát xít Đức bên ngoài Alakutin, phía tây Murmansk năm 1942. Scully Wars. Chiến tranh thế giới thứ hai được xem là một trong những giai đoạn đáng sợ nhất đời sống ở châu Âu. Các quốc gia nằm dưới sự kiểm soát của Đức Quốc xã hoặc bị bao vây và dường như người Đức sẽ sớm kiểm soát toàn bộ lục địa. Để tránh cho viễn cảnh đó xảy ra, Vương quốc Anh đã xây dựng lực lượng quân đội phục vụ cho công cuộc kháng chiến, được gọi là Scully Wars. Đây là đơn vị bí mật được đào tạo đặc biệt với các khả năng tấn công bí mật về đêm theo kiểu chiến tranh du kích, thực hiện việc ám sát các thành viên quan trọng của địch, thậm chí là tham gia chiến đấu trên chiến trường. Chỉ trong thời gian đào tạo 12 ngày, từ những người có công việc bình thường như nha sĩ, nông dân đến cả cha xứ sẽ trở thành những người lính thực thụ với khả năng thực hiện các nhiệm vụ ám sát và phá hoại kế hoạch của kẻ thù. Đây chính là một trong những lực lượng góp phần làm nên sự hùng mạnh của Vương quốc Anh trong Thế chiến thứ hai. Jesse Scott. Jesse Scott là người lính bất thường trong nội chiến ở Hoa Kỳ. The Jesse Scouts là một nhóm nhỏ gồm khoảng 60 binh sĩ liên minh được bí mật tổ chức nhằm mục đích để thu thập thông tin từ các lực lượng địch. Đơn vị được tạo ra bởi John C. Freeman và được đặt tên Jesse Scouts để vinh danh vợ mình. Đơn vị ban đầu được thành lập tại St. Louis, Missouri vào đầu cuộc chiến. Khi kế hoạch phát triển thì các hướng đạo sinh trở thành các trinh sát độc lập. Người đầu tiên chỉ huy các trinh sát thuộc nhóm Jesse Scouts là Charlie C. Carpenter. Những người lính này thường di chuyển một cách độc lập để thu thập thông tin về sự hiện diện, tình trạng và ý định của lực lượng địch trong vùng lân cận. Thậm chí họ còn trà trộn vào hàng ngũ của địch để làm gián điệp. Và đương nhiên, cái giá mà họ phải trả đôi khi là cả mạng sống của mình. The Monument Men. The Monument Men là một nhóm gồm khoảng 345 người đàn ông và phụ nữ đến từ 14 quốc gia khác nhau trên thế giới. Tất cả họ đều có chung một mục tiêu: cứu lấy nền văn hóa khỏi sự tàn phá của chiến tranh và tình trạng trộm cắp của Adolf Hitler và Đức Quốc xã. Họ sẵn sàng ra tiền tuyến và đối đầu với cái chết để theo dõi, định vị và phục hồi các tác phẩm nghệ thuật, các công trình văn hóa, di tích lịch sử bị phá hoại trong Thế chiến II. Nhiều người trong số họ đã bị giết trong trận chiến bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, vẫn còn hàng trăm người còn sống và tiếp tục cống hiến. Sau khi chiến tranh kết thúc, họ đã phối hợp trả lại khoảng 5 triệu tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp và các vật thể văn hóa khác cho các quốc gia. Hiện tại, nhiều người trong số họ đã trở thành giám đốc và người phụ trách các bảo tàng nổi tiếng thế giới. Trung đoàn kỵ binh 61. Chúng ta không mấy xa lạ với vó ngựa Mông Cổ. Quân đội được xem là hùng mạnh nhất trong lịch sử Trung Hoa. Nhưng ngày nay, với sự phát triển của xe bọc thép, máy bay không người lái và các hình thức chiến tranh khác, thì những chú ngựa đã không còn có dịp trổ tài trong quân đội nữa. Tuy nhiên, ở Ấn Độ, ngựa vẫn còn được sử dụng như một quân đội bí mật. Với tên gọi Trung đoàn kỵ binh 61, nhìn vào các bạn sẽ nghĩ đây chỉ là quân đội dùng cho việc diễu hành nhân các dịp lễ trọng đại. Và mặc dù chủ yếu làm việc trong các dịp nghi lễ, Trung đoàn kỵ binh 61 vẫn còn có thể được triển khai cho vai trò an ninh nội bộ hoặc cảnh sát nếu được yêu cầu. Quân đội phụ nữ Bắc Triều Tiên. Có rất ít thông tin về quân đội này và chúng ta thường chỉ được chiêm ngưỡng những nữ quân nhân của Bình Nhưỡng trong những cuộc duyệt binh. Tuy nhiên, câu chuyện về quân đội này sẽ mang đến cho bạn những điều bất ngờ về quốc gia luôn đối đầu với cường quốc Mỹ. Triều Tiên sửa luật nghĩa vụ quân sự do thanh niên đến độ tuổi nhập ngũ hiện tại đều sinh ra trong giai đoạn giữa thập niên 90 của thế kỷ trước. Khi đó, một nạn đói quy mô toàn quốc khiến 330.000 trẻ em tử vong. Do vậy, Triều Tiên buộc phải tuyển cả phụ nữ vào quân đội để duy trì lực lượng quân nhân tại ngũ. Theo luật phụ nữ của Triều Tiên, trên 17 tuổi phải nhập ngũ, thời gian phục vụ trong quân đội là 7 năm, một con số khá dài so với luật nghĩa vụ quân sự của nhiều nước trên thế giới. Nữ giới chiếm tỷ lệ hơn 15% trong quân đội Triều Tiên và nước này hiện đang sở hữu lực lượng nữ quân nhân đông nhất trên thế giới, vượt qua Nga và cả Israel với chính sách toàn dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Top bí ẩn hy vọng đã mang đến cho các bạn những thông tin thú vị về những quân đội mạnh mẽ nhưng cực kỳ bí ẩn trên thế giới. Hãy cho mọi người biết bạn ấn tượng với quân đội nào nhất và vì sao? Những quân đội này có còn phù hợp cho những cuộc chiến tranh hiện nay không? Theo bạn, ở Việt Nam, chúng ta có tồn tại những quân đội bí ẩn nào không? Hãy cho mọi người biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.